Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nhà Đầu Kế Tô. Hôm nay công ty chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một công trình nhà vườn mái Thái được chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà chùa chung, địa điểm Mộc Châu, Sơn La. Thì căn nhà được chúng tôi thiết kế trên một quả đồi đấy. Thì gia đình chú có một quả đồi rất là rộng rãi và chú có nhu cầu thiết kế một nhà vườn đấy, với khuôn viên rất là rộng. Thì chúng tôi đã về tận nơi đo đạc khảo sát đấy, lấy hướng đấy vị trí và đã lên được cái phương án như thế này. Nó đầy đủ từ phần công năng mặt bằng, phần phối cảnh cho đến những phần chi phí chúng tôi đã cân đối rất là kỹ càng và rất hợp lý. Thì đến nay chú đã rất ưng ý và rất hài lòng và chúng tôi cũng đã gửi hồ sơ này về tới gia đình nhà chú rồi. Đấy. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn đấy, điểm qua phần công năng cũng như phần phối cảnh xem có tham khảo được chi tiết nào cho căn nhà của nhà mình hay là không. Thì trước tiên là về phần phối cảnh. Thì đây là công trình nhà vườn mái Thái có hai khối chính, là một khối nhà chính này và một khối bếp được tách riêng ra như thế này. Đấy. Phần mặt tiền thì chúng tôi thiết kế bằng ba hệ mái A, ba hệ mái A như này, có một mái ống khói giả ở đây và một phần sảnh chính. Sảnh chính này thì chúng tôi làm mái bằng, không làm mái chữ A, đấy, vừa che chắn vừa đảm bảo an toàn cũng như là sự tiện lợi cho không gian sảnh và bảo vệ cái sảnh này, làm cho hệ cửa đi phi đây được tốt hơn và bền hơn. Đấy. Về phần trang trí mặt tiền của phần mái chữ A này thì chúng tôi thiết kế bằng những hệ ô thông gió, hệ lam ngang như này. Đấy, là vừa giúp thông thoáng phần mái cũng rất là đẹp và rất là ấn tượng. Ngoài ra chúng tôi chạy những gương chỉ trong phần mái. Đấy, nó tránh đi sự điệu và tăng cái sự khỏe khoắn cũng như là sự hài hòa về tổng thể mặt bằng, tổng thể phối cảnh của công trình. Phía bên hông này thì chúng tôi không trang trí gì phần mái chữ A mà hệ mái bằng khu vực nhà bếp. Đấy, tách biệt hai khối như vậy. Chúng ta làm như này thì cái hình khối phía mặt tiền này rất cân đối, thay vì chúng ta làm dài ra bên này. Đấy, chúng ta chỉ làm một phần chính thôi. Đấy, phía bên hông chúng ta làm mái bằng như này thì cảm giác nó rất là đẹp và rất là cân đối. Đấy. Các phần cửa sổ này được chúng tôi làm những hệ mi như thế này. Đấy, nó vừa đẹp vừa giúp cho hệ cửa sổ được tránh gió, tránh mưa, tránh nắng được tốt hơn và bền hơn. Đấy. Rồi đến phần cửa này thì gia đình nhà chú được chúng tôi thiết kế toàn bộ phần mặt tiền của khối chính này là hệ Linafi có pa lô kính bao gồm cửa chính và hai cửa sổ, còn lại khu nhà bếp lại cả cửa đi, cửa sổ và cũng như khu đằng sau và bên hông thì chúng tôi thiết kế hệ nhôm sinh pha rất là bền và rất là đẹp. À, phần sảnh chính thì tôi thiết kế là hệ hệ 5 cấp đấy, rất đẹp cũng như khu nhà bếp thì nó sẽ tôn lên được cái sự hoành tráng, sự trẻ trung, sự đẹp của ngôi nhà đấy, vì chú một khuôn đất khá là rộng rãi, rất là rộng. Hệ cột phần sảnh chính này được chúng tôi làm cũng là rất đơn giản đấy, bởi hình khối cơ bản thôi nhưng mà rất là đẹp, trang trí rất là cẩn thận. À, xung quanh nhà và những chi tiết cửa sổ này đấy, được chúng tôi chạy những cái đường phào nổi rất là nổi như thế này, sơn màu trắng đấy, trông rất là gân guốc. Đây, những đường chỉ đường phào ấy, quanh nhà, quanh cửa sổ, quanh cửa đi rất gân guốc và rất là khỏe khoắn, nó tăng cái sự nổi bật, sự đẹp của cái phần hệ cửa lên đấy. Và cũng để tiết kiệm và chi phí thì chúng tôi chỉ dùng sơn là chủ yếu trong ngôi nhà này đấy, phần đế, phần thân công trình chúng tôi đều dùng sơn, phần này là sơn giả đá này. Chỉ có duy trì cái phần bên trên này này đây một chút này thì chúng tôi hệ đá trẻ vào đây, giá thành cũng rất là rẻ và rất hợp lý đấy, tiết kiệm đấy. Thì bao giờ thế một căn nhà chúng tôi tính toán làm sao ấy nó phải vừa phù hợp từ công năng, phần phối cảnh, công năng sử dụng đấy, phần phong thủy cũng như là phần chi phí là cái phần mà gia chủ rất là quan tâm và đặc biệt quan tâm. Rồi ở phần mái thì chúng tôi hệ để hệ ngói ấy, màu xanh đấy, rất là trẻ, rất là đẹp, cực kỳ là mát mẻ đấy, rất là phù hợp với phong thủy của tuổi gia đình chú các bạn nhé. Đấy. Rồi đây góc chính diện mặt tiền đấy, thì khi mà chúng ta chia hai khối nhà như thế này đấy, nó tránh cho ngôi nhà bị dài ra đấy, trông rất là cân đối và hài hòa, rất là cân đối. Đây, góc phía bên phải của công trình nhìn vào.
Thì các bạn nào ưng ý mẫu này này thì thể xem đi xem lại. Đấy, rất là đẹp. Đây góc nhìn từ trên cao thì góc này chúng ta thấy được hệ mái chữ T là hệ mái chính. Đấy. Bên cạnh chúng ta có đua thêm một chút để là mái con thôi. Và phía bên trái này là cái khối phụ mà chúng ta đã tách ra. Thì với hệ máy bằng chúng ta có thể được để hệ thoát nước này rất thông thoáng, và sau đó có thể là dùng hệ thái dương năng mà khi chúng ta cần, thì cái việc mà chúng ta sửa chữa cũng như là chúng ta lắp đặt sẽ rất dễ dàng hơn. Chúng tôi cũng không quên làm cho gia đình chú những hệ bồn hoa chạy xung quanh, chạy phía trước rất là đẹp. Đấy. Rất là hài hòa. Rồi, phần bên dưới chúng ta sẽ đến cái phần mặt bằng công năng và kích thước. Với mặt tiền kích thước là 15,26. Đấy, bao gồm cả khu nhà bếp. Đây. Chiều sâu công trình kể cả phần ngũ cấp là 11,4 mét. Đấy, thì diện tích xây dựng của chúng ta rơi vào khoảng 160 đến 170 mét vuông. Còn diện tích sử dụng chúng tôi thiết kế là 135 mét vuông các bạn nhé. Đấy, thì với diện tích như vậy, đây, chúng ta sẽ phân biệt hai khối này. Đây là khối nhà chính này, đây là khối nhà bếp. Khối nhà chính chúng ta sẽ có phòng khách rất là rộng, 34,96 mét vuông. Đấy, thì khi chúng ta bước vào này, sẽ một ô sảnh chờ ở đây. Đây, sảnh trống không gian chung cho mọi người. Thì phòng khách phía bên tay trái ở đây, phía bên tay phải phòng thờ, vừa vặn vào là phòng có cửa ra vào, rộng 10 mét vuông. Và chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ phía đằng sau. Hai phòng ngủ này 12,63 mét vuông và 13 mét vuông. Ngay sau phòng thờ chúng ta phòng ngủ cũng rất là rộng, 12,75 mét vuông, và phòng này là phòng khép kín. Đấy. Rồi hai phòng ngủ này sẽ chung một nhà vệ sinh, khu vực nhà bếp ở đây. Đấy. À, khu vực nhà bếp thì như tách riêng bằng hệ cửa ở đây và ngăn cách với phòng khách bởi một hệ nam hoặc một hệ tủ gỗ. Đấy. Diện tích là 17,10 mét vuông. Phòng ăn này phù hợp với gia đình 6 cho đến 8 thành viên. Vệ sinh cũng rất là rộng rãi, 3,56 mét vuông và 4,05 mét vuông. Thì như thế này đã rất hài hòa và rất hợp lý rồi với lại cái nhu cầu sử dụng của gia đình nhà chú. Đấy. Đây, phòng khách này, phòng thờ này, có cửa sổ rất là đẹp, rất là thông thoáng ở đây. Các phòng chúng tôi đều ưu tiên mở nhiều cửa sổ để làm sao lấy được gió, lấy được sáng nhiều nhất cho gia đình chú. Bởi vì đây là trên sườn đồi rồi. Đấy. Cần nó nhiều gió mát mẻ một chút. Đấy. Và sau chú sẽ kết hợp sân vườn xung quanh nữa để tạo nên cái cảnh quan chung cho cả ngôi nhà. Rồi, bên dưới phần 3D công năng mà chúng tôi đã cắt ra để cho chú dễ hình dung hơn, cũng như sau này thợ thuyền thi công dễ dàng, nhanh chóng, tránh sự nhầm lẫn. Đấy, phòng khách rất là rộng rãi này, liên thông phòng thờ và bên này khu nhà bếp, thì cảm giác không gian rất là rộng, rất là thoáng. Rồi bên dưới thì những phần mà chúng tôi đã bóc tách ra có 2D và 3D như thế này. Đấy. Để giúp cho quá trình thợ thi công dễ dàng. À, cái này là phần diềm mái các bạn nhé. Đấy. Chúng ta sẽ đổ bê tông những phần diềm mái thôi và có lối trọng. Đấy. Còn những vị trí mà chúng ta bên trong ấy chúng ta sẽ dùng hệ vì kéo các bạn nhé, vì kéo sao cho nó được ngói. Đấy. Cũng rất nhiều gia đình người ta hay xây tường bên trong này để đỡ, thì sẽ tiết kiệm được phần chống mái, nhưng mà bây giờ hạn chế các bạn nhé, chúng ta sẽ dùng vì kéo chống đi, thép bọc chống là đơn giản, nó nhẹ cho phần mái thi công cũng nhanh chóng mà tiết kiệm hơn. Đây, đây là phần xà gồ vì kéo này. Đấy, có cả 3D luôn, rất dễ dàng. Còn phần ống khói này, phần ống khói giả các bạn nhé. Đấy, chúng ta làm giả thôi, trang trí và tăng cái sự điểm nhấn cho cái vẻ đẹp của ngôi nhà. Đấy, bên dưới phần chúng tôi đã bổ chi tiết được. Đây, phần chiều cao công trình này. Từ cốt sân đến cốt nền tầng 1 là 750. Từ phần cốt nền tầng 1 đến phần sàn mái là 4,1 m. Đấy. Và từ phần sàn mái đến phần đỉnh chóp trên cùng là 3,7 m. Một công trình khá là cao. Với chiều cao tổng thể công trình là 8,5 m. Đấy. Chúng ta cao không khác gì một ngôi nhà 2 tầng mái bằng. Các chi tiết chúng ta làm rất là rõ ràng, mạch lạc như thế này thì đảm bảo cho quá trình thi công rất là chính xác, tuyệt đối. Đấy. Các thợ sẽ không bị nhầm lẫn.
Đó thì trên đây chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà vườn mái Thái rất là đẹp, rất là cân đối về mặt hình khối cũng như là màu sắc và phần công năng bên trong. Thì các bạn nào nếu có nhu cầu tham khảo mẫu trên hoặc có thắc mắc gì về mẫu nhà này thì có thể liên hệ chúng tôi theo số hotline 0844 878 666 hoặc 0396 656 596. Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn cũng như sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn trong quá trình xây những căn nhà của mình. Đây, bên dưới chúng tôi chi tiết như thế này. Đấy, rất là dễ dàng, rất là trực quan. Rồi, chúng ta sẽ điểm qua phần phối cảnh một chút nữa. Đấy, để bạn ngắm lại một lần nữa trước khi chúng tôi dừng video ở đây. Đấy. Thì các bạn có thắc mắc hay có yêu cầu gì, đấy, khen hay chê mẫu nhà này thì có thể comment dưới video để chúng tôi biết và chúng tôi sẽ giúp hoàn thiện những căn nhà khác thật là tuyệt vời hơn các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.